Trong dịp tổ chức Monsoon Music Festival hay lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa tại Hà Nội, nhạc sĩ Quốc Trung đã có những đánh giá về các ca sĩ indie, những người hoạt động nghệ thuật độc lập tại Việt Nam hiện nay. Nhạc sĩ Quốc Trung đánh giá nghệ sĩ indie Việt Nam có sự tự do trong sáng tạo, không theo khuôn khổ, tạo ra nhiều sản phẩm có cá tính, tư duy ngôn ngữ, âm nhạc trực diện. Qua đó họ làm cho đời sống âm nhạc phong phú hơn, giúp khán giả có thêm lựa chọn để thưởng thức. Bên cạnh đó, nhạc sĩ 56 tuổi cho rằng, nghệ sĩ indie Việt còn thiếu kỹ năng tìm cơ hội và giao tiếp nên chưa phát triển xứng tầm. Nhiều người không biết phải tiếp cận nhà sản xuất nào, trả lời email thế nào, xây dựng hồ sơ ra sao. Khi ban tổ chức lựa chọn nghệ sĩ, họ sẽ nhận định qua bộ hồ sơ chi tiết về xét diễn của nghệ sĩ. Nếu phần profile không được làm nghiêm túc, nhà sản xuất sẽ bỏ qua, ấn tượng xấu trong cả những lần sau. Đa số nghệ sĩ indie đều trẻ, hồn nhiên, không được ai tư vấn, nhạc sĩ cho biết. Đồng thời, ông cũng hiểu cho khó khăn mà các nghệ sĩ indie trong nước gặp phải. Ở Việt Nam, các bạn rất thiệt thòi bởi không có cơ hội biểu diễn, gặp gỡ khán giả. Người nghe đa số cũng thích nghệ sĩ đã nổi tiếng, quen mặt, các bài hát phổ biến. Vì thế, nhà sản xuất thường lựa chọn những phương án an toàn. Dù vậy, nam nhạc sĩ cho biết ông vẫn dành sự quan tâm và hỗ trợ tối đa cho các nghệ sĩ indie trẻ với mong muốn xây dựng một cộng đồng nghe nhạc mới và bền vững.